Tài cha khảo Bây giờ hãy cùng tiếp tục học bài 28 tương ứng với phần tiếp theo của bài 9, quyển 1. Trước tiên hãy nghe và nhắc lại từ tiểu thư. Xéo dĩa Xéo Xéo Dĩa chỉ Dĩa Xéo dĩa Xéo Chị ơi, tôi đổi tiền. Nguyên văn là tiểu thư, tôi đổi tiền. Xéo gì chén. Bây giờ là từ giao dịch viên, nhân viên giao dịch. Ính ýn, ýn, Ý, Ý, Nguyên, Nguyên, ý nghĩa Nguyên, ý nghĩa nhân viên giao dịch ngân hàng, Nguyên Văn Lá, ngân hàng, nhân viên giao dịch. 银行营业员。银行营业员。我是人员部门。我是银行营业员。我是银行营业员。 Chị giao dịch viên, cô giao dịch viên, nguyên văn là giao dịch viên tiểu thư. Ính dễ ạ. Anh đổi tiền gì? Nguyên văn là anh đổi cái gì tiền dùng nín. Nín sớm chén. nín khoản sẽ át chén những trường hợp ở quầy đổi tiền thu ngân vân vân, thường quy định nhân viên phải dùng nín với khách hàng Hay nói lại chị ơi tôi đổi tiền xéo khoản khoản chén anh đổi tiền gì 您换什么钱？bây giờ l 人民币，人，人，民，民，币，币，人民币，人民币。 đổi nhân dân tệ. Khoa rèn minh bỉ. Khoa rèn minh bỉ. Tôi đổi nhân dân tệ. Tôi khoa rèn minh bỉ. Hãy nhắc lại, chị ơi, tôi đổi tiền. Chào chị tôi đổi tôi đổi tiền. 小姐，我换钱。您兑钱？您换什么钱？您换什么钱？多我兑人民币。我换人民币。我换人民币。 đổi bao nhiêu khoản thua sảo. khoản thua sảo. bây giờ là cách nói từ trăm trong một trăm hai trăm bảy bảy âm hán việt là bách một trăm ỷ bảy Y, bái. y bái

sáu trăm liều bãi liều bãi bây giờ là từ đô la âm hán việt là mỹ nguyên mày Yuan, mày mày Yuan, yuán mày, yến. Yến. mày yến.

换二百美元。换二百美元。黑讲来，姐，我换钱。小姐，我换钱。小姐，我换钱。 您兑钱？您换什么钱？您换什么钱？我换人民币。我换人民币。兑多少？

Thiên an môn. Thiên an mẩn. Đây là thế giáo Vương. Đây là thầy giáo Vương. Đây là thầy Đây là thầy giáo vos. Đây khách sáo. Không khách khí. Chương đông. 张东，秋寒，汉字。午第三食堂吃饭。中午去食堂吃饭。一鸡蛋汤 就水饺类，这些饺子，这些饺子，米色面条，还得这些啊，两块五吧，还来个其它还要别的？ tổng cộng 16 tệ 5 hào. Ý cùng sứ liều khoai ủ máu. 50 ủ sứ Trả cô tiền Cái nì chén Trả lại cháu 34 tệ dùng từ lịch sự. Chào nín xa sứ sử khoai. 我休，去图书馆。下午去图书馆。兑钱，换钱。tiểu thư，小姐。đổi nhân dân tệ，换人民币。 nhân viên giao dịch, nhân viên kinh doanh. Ý dễ yến. 200 đô, nguyên văn là 200 mỹ nguyên. 200 mỹ nguyên